Đây là những hình ảnh về việc lưu thông của người dân qua đường Hoàng Văn Bổn, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa vào thời điểm trước khi được tiến hành nâng cấp sửa chữa. Các ổ gà tại đây chằng chịt, mặt đường lại hẹp, lượng xe lưu thông qua đây vào mỗi ngày lại quá lớn, nên khu vực này từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Qua nhiều lần lên tiếng phản ánh, đến nay tuyến đường này đã được sửa chữa thảm nhựa. Hiện cả tuyến đoạn từ ngã ba Phát Triển đến đường tỉnh 768, huyện Vĩnh Cửu đã được thảm nhựa, sửa chữa lại các đoạn nồi lõm. Nhờ vậy, hơn 2 tháng nay, việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp trên tuyến đường này đã thuận lợi hơn. Tôi sửa lại con đường này thì thấy người dân đi lại, mà đặc biệt là xe máy, đi lại nó đỡ nguy hiểm rất là nhiều. Trước đó thì ổ gà, ổ voi đi rồi xe tải đi hai bên, đâu có đường cho xe máy đi đâu chị. Là bây giờ mà từ lúc mà sửa lại con đường thì thấy đỡ tai nạn hơn nữa. Là rất là tốt, nhưng mà là ví dụ mà bây giờ mình có thể mở rộng ra thêm, muốn bên thêm một vài mét nữa cho có làn đường đi xe máy thì nó sẽ là tốt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là xe máy và xe tải nó chắn nhau không được. Khi mà hôm nay là đường xá nói chung là nó cũng đẹp rồi thì xe cộ lưu thông nó dễ dàng hơn. Nhưng mà yêu cầu sao là trong ủy ban là phải mở rộng thêm nữa để mà cho tuyến đường nó to rộng hơn để cho xe máy lưu thông nó được dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù đã không còn lo lắng về chất lượng mặt đường, nhưng thực tế tuyến đường này vẫn đang tồn tại nhiều bất cập do lượng phương tiện lưu thông qua đây vào mỗi ngày quá nhiều. Hiện đường Hoàng Văn Bổn có chiều ngang chỉ vừa đủ cho hai xe ô tô tải di chuyển song song, nên rất nguy hiểm cho người đi xe máy. Do đó, nỗi lo về thiếu an toàn cho người tham gia giao thông qua đây vẫn còn rất lớn. Chưa kể hệ thống thoát nước tại đây được cho là không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là vào mùa mưa, nên nỗi lo ngập cục bộ tiếp tục hiện diện. Khi là nhà nước đã làm cái hệ thống nước rồi nhưng vẫn không đáp ứng được. Khi mưa lớn là nó vẫn chảy rất nhiều, chảy cục bộ về đổ vào cái ngã ba Phát Triển này rất lớn, kể cả các cái tuyến đường khác ở nhân dân đổ nước ra, nên là cái chỗ này là đã được đường bộ 711 rồi tỉnh sửa chữa rồi, nhưng vẫn mưa lớn là vẫn ngập rất lớn, nước tràn lên mặt đường chảy 3-40 phân là chảy rất là xiết, nên cũng rất nguy hiểm. Người dân hiện nơi đây đang rất tha thiết mong cơ quan chức năng mở rộng tuyến đường Hoàng Văn Bổn để giúp việc lưu thông từ quốc lộ 1 thành phố Biên Hòa đến đường tỉnh 768 huyện Vĩnh Cửu thuận lợi, an toàn hơn.